Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Tô Vẽ Tranh của mình nhé. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tô màu một bức tranh mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đấy là một cây súp lơ. Chúng mình cùng tô màu cho cây súp lơ này nhé. Mình sẽ tô phần lá của súp lơ này màu xanh nhạt nhé các bạn. Cái bà này cho nó kiểu buồn buồn lắm, sao giống anh như thế. Con em của em làm xong chưa? Làm xong rồi, Ngân đến giờ về rồi. Xong rồi nó order rồi mình đến cái lúc mình order nữa đến nơi mình về luôn. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh non này để tô màu cho cái phần bông bên trong nhé. Cái lá của bông cải này nữa. Bông cải không công. Và mình sẽ dùng màu xanh đậm để tô cái phần thân của súp lơ này nhé các bạn. Hay còn gọi là bông cải xanh. Súp hào này đã được mình hoàn thành và tô màu xong rồi nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video tô màu cho tranh của mình. Hãy ấn like, ấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ơi, năm cái nữa. Năm cái nữa là đúng nhìn cái. Quá ngon. Thế là ngon rồi. Và video tô màu cho cây cả hồng phong này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Chào. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh. Bức tranh súp lơ hay còn gọi là bông cải xanh thì tô xong rồi các bạn ạ. Một quả dưa chuột
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh của mình nhé. Bye.